Mở đầu bài viết trên Financial Times FT, tác giả nhắc lại, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tác giả gọi đây là cân bằng sự cạnh tranh địa chính trị bằng một thế lực mà các nước khác đã lẩn tránh. Bài báo viết, chuyện truyền thăm cho thấy một quốc gia thành thạo trong việc thu hút đầu tư sản xuất từ các công ty mong muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ, đang quản lý các mối quan hệ quốc tế của mình một cách khéo léo như thế nào tác giả gọi việt nam là quốc gia có chính sách đối ngoại độc lập và đa dạng lâu đời chuyến thăm của tổng thống nga diễn ra chưa đầy một năm sau khi washington và hà nội nâng cấp quan hệ theo tác giả đã khiến mỹ khó chịu nhưng không có khả năng làm gián đoạn mối quan hệ ft dẫn lời nguyễn khắc giang chuyên gia nghiên cứu tại viện ics usop isak của singapore cho biết việt nam đã chủ động trung lập không giống như các nước thụ động hơn hà nội biết mình phải tích cực cân bằng các quyền lực khác nhau vì đó là cách để việt nam có được lợi ích từ cả ba cường quốc nếu không họ sẽ bị lôi kéo vào các trò chơi chính trị và không có khả năng thay đổi hướng của trò chơi chính sách đối ngoại độc lập của việt nam do đảng cộng sản lãnh đạo bắt đầu từ cuối chiến tranh lạnh khi hà nội quyết định trở thành bạn của tất cả các nước ft viết và cho biết tổng bí thư nguyễn phú trọng gọi đây là ngoại giao cây tre với lý do cây có gốc vững thân chắc cảnh uyển chuyển việt nam đã nâng cấp quan hệ với mỹ và các đồng minh như australia nhật bản và hàn quốc lên đối tác chiến lược toàn diện cấp độ cao nhất quan hệ ngoại giao của hà nội khi đến thăm Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái, tổng thống Mỹ đã ca ngợi động thái nâng cấp quan hệ đối tác như một phần trong vòng tiến bộ kéo dài 50 năm giữa hai cựu thủ. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến ưa thích của các công ty như Apple khi họ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Tuy nhiên, theo FT, Việt Nam đã đạt được điều này mà không làm gián đoạn mối quan hệ với Trung Quốc và Nga. Hai bên là đối tác chiến lược với Việt Nam lần lượt từ năm 2008 và 2012. Ba tháng sau chuyến thăm của ông Biden, ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam và hai nước nhất trí xây dựng một tương lai chung để tăng cường mối quan hệ. FT dẫn lời Susanan Patton, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Viện Lao Quy cho biết, Việt Nam đã được hưởng lợi từ lập trường chính sách đối ngoại đa phương của mình và khiến mình trở nên phù hợp với nhiều đối tác. Nhà nghiên cứu Lê Khắc Giang cũng nói với FT, Việt Nam đã có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các cường quốc và điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Nam thu hút đầu tư từ các đối tác khác nhau. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, chiều 20 tháng 6, sau lễ đón cấp nhà nước, hội đàm giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin diễn ra tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Putin và đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga, 1994-2024. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà nhân dân Nga đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Chúc mừng Tổng thống Putin đã giành được sự tín nhiệm cao của nhân dân Nga tại cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 năm 2024. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ trí tình mà nhân dân Nga dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam lần thứ năm. Cảm ơn chân thành đối với Chủ tịch nước Tô Lâm và nhân dân Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị, thân tình. Tổng thống Putin khẳng định, Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Việt Nam trong chính sách đối ngoại hướng đông. Phát huy những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác hai nước trong những năm gần đây, nhất là thành tựu của 30 năm triển khai hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam Liên bang Nga. Duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các kênh đảng, chính phủ, quốc hội, thương mại, tăng trưởng tích cực nhờ vào việc triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban Liên chính phủ, hiệp ước thương mại tự do FTA Việt Nam Liên minh kinh tế Á Âu EAEU. Phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương. Tổng thống Putin khẳng định, củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mong muốn chuyến thăm sẽ đẩy mạnh phát triển hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cùng có lợi và đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phát triển thực chất và hiệu quả, nhằm làm sâu sắc đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ chính trị rất tốt đẹp với độ tin cậy cao giữa hai nước. Hai bên thời gian qua trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các cấp, tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đối thoại chính trị ở tất cả các cấp đặc biệt cấp cao và cấp cao nhất qua tất cả các kênh đảng nhà nước quốc hội giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống nhằm không ngừng củng cố đẩy mạnh tin cậy chính trị tạo nền tảng thuận lợi để tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực hai nhà lãnh đạo đánh giá cao hợp tác tích cực giữa hai nước trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo văn hóa khoa học công nghệ để góp phần tăng cường sự hiểu biết quan hệ hữu nghị Hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các địa phương kinh nghĩa, tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên, mở rộng hợp tác và kết nối về hàng không nhằm thúc đẩy du lịch. Về giáo dục đào tạo, Tổng thống Putin nhất trí với đề nghị của chủ tịch nước Tô Lâm về việc Nga tăng cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu, nhất là về các lĩnh vực khoa học cơ bản và văn hóa nghệ thuật là thế mạnh của Nga. Hai bên nhất trí tạo điều kiện cho du lịch thông qua đàm phán, ký kết hiệp định về đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam thúc đẩy hợp tác lao động thông qua đàm phán, ký kết hiệp định về đào tạo nghề và lao động. Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, nhất là hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương về quốc phòng an ninh, đặc biệt các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như diễn đàn khu vực ASEAN, cấp cao Đông Á, hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng. Phù hợp với các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa Nga và ASEAN đóng góp tích cực và trách nhiệm đối với đảm bảo hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, ủng hộ xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ, công bằng dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc, nhất là không đe dọa và sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt Liên hợp quốc APEC trong khuôn khổ hợp tác ASEAN Nga, ASEAN SCO, ASEAN EAEU ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực tại châu Á Thái Bình Dương, tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Nga vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng thống Putin khẳng định Nga ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027. Về biển Đông, hai bên ủng hộ việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc của Hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đặc biệt, UNCLOC 1982 ủng hộ thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Hai bên bày tỏ vui mừng về việc sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai nước, nhất là 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam. Tổng thống Putin trân trọng mời chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga. Chủ tịch nước Tô Lâm đã vui vẻ nhận lời. Kết thúc hội đàm, chủ tịch nước Tô Lâm và tổng thống Nga Putin chứng kiến lễ trao đổi một loạt văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao thông, tư pháp, hải quan, tài chính, khoa học công nghệ. Trong đó có hiệp định liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học Theo thông tấn xã Việt Nam, báo chí Nga trong ngày 20 tháng 6 đã đồng loạt đưa đậm nét về chuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam trên mạng fortanka.ru cho biết Tổng thống Putin đã hài hước cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân Việt Nam. Với từ ấm áp, Tổng thống Nga không chỉ muốn nói đến lòng hiếu khách của người dân Việt Nam mà còn ám chỉ cả thời tiết. Ông Putin được Ria Novosti dẫn lời nói, Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả bạn bè Việt Nam đã tổ chức chuyến thăm cấp nhà nước cho chúng tôi. Cảm ơn lòng hiếu khách đón tiếp ấm áp vui mừng của các bạn ý tôi không chỉ là nhiệt độ ngoài trời mà là sự vui mừng mà người dân hà nội chào đón phái đoàn của chúng tôi trên đường phố tổng thống putin đến hà nội vào ban đêm và người dân thành phố đã đổ ra đường từ sáng sớm để đón đoàn cấp cao nga trong khi đó, trang mạng URA.RU cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Tổng thống Putin đã khẳng định Nga sẵn sàng thiết lập nguồn cung trực tiếp dầu khí dài hạn cho Việt Nam, trong đó có khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG. Tổng thống Putin cũng ghi nhận sự hợp tác thành công giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, nhắc lại sự tham gia của Nga trong việc xây dựng các cơ sở sản xuất điện tại Việt Nam. Hãng thông tấn TASS cho biết, không dưới 11 văn kiện đã được ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin đến Việt Nam. Các thỏa thuận quan trọng được ký trong lĩnh vực năng lượng, hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng, phòng thí nghiệm để chống dịch bệnh, hợp tác giữa hai bộ tư pháp, tổng cục thuế và hải quan.